lịch thi đấu SEA Games đoàn Việt Nam ngày 15 tháng 5 chơi trận 10 từ bóng đá nữ. Sau khi đội tuyển U22 Việt Nam không thể giành vé tranh huy chương vàng, đội tuyển nữ được kỳ vọng bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games. Tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thất bại tại bán kết, không thể bảo vệ thành công ngay vàng SEA Games, do đó người hâm mộ mong muốn tuyển nữ sẽ giữ được ngôi đầu. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ gặp lại tuyển Myanmar trong trận chung kết bóng đá nữ vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 5. Đây là đội bóng mà Việt Nam đánh bại 3-1 tại vòng bảng. Chiến thắng đó sẽ là điểm tựa để các cô gái Việt Nam tự tin giành huy chương vàng SEA Games 32. U22 vực dậy để tranh huy chương đồng. Đội tuyển U22 đã trở lại tập luyện, hướng tới tấm huy chương đồng SEA Games 32. Thua ở bán kết, nhưng hành trình tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam vẫn chưa khép lại. Phía trước vẫn còn trận tranh huy chương đồng. Tấm huy chương nào cũng đều đáng giá. Điều quan trọng là toàn đội phải sớm vực dậy tinh thần để hướng tới kết quả tốt nhất. Sáng ngày 14 tháng 5, huấn luyện viên Philip Chaucer đã chia các cầu thủ thành hai nhóm tập luyện ở phòng gym với hai giáo án khác nhau. Nhóm thi đấu chính trận hôm qua chỉ tập các bài bổ trợ và xông hơi nhằm giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực. Nhóm còn lại được tăng cường thêm các bài tập về sức bền và sức mạnh. Hãy mạnh mẽ lên các con, phía trước chúng ta vẫn còn trận đấu nữa. Tấm huy chương nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, đều là mồ hôi và thậm chí cả nước mắt. Tập trung trở lại, cố gắng lên nào. Chủ tịch TFF Trần Quốc Tuấn ân cần động viên từng cầu thủ trong buổi thăm bản doanh của đội. Đó cũng là thông điệp được huấn luyện viên trưởng Philip Chaucer và các thành viên trong ban huấn luyện truyền tải đến các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32. Tất cả đều hiểu rằng, bây giờ không phải là lúc để buồn phiền, phải đứng dậy và dũng cảm đối đầu với những áp lực, biến nó thành động lực để giành chiến thắng trong trận đấu tới. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều ngày 15 tháng 5 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận đấu với U22 Myanmar. Diễn ra vào 16 giờ ngày 16 tháng 5 trên sân vận động Olympic Phnom Penh, Campuchia. Tuyết Dung đặt mục tiêu ghi bàn trong trận chung kết cho tuyển nữ Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Mục tiêu đầu tiên là toàn đội có thể bảo vệ tấm huy chương vàng để có lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Mục tiêu thứ hai là bản thân có thể ghi bàn trong trận chung kết, Tuyết Dung chia sẻ. Chiều 14 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trước trận chung kết với tuyển Myanmar. Sau một ngày nghỉ, dưỡng sức vào hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận chung kết trước Myanmar diễn ra vào ngày mai, 15 tháng 5. Trước khi bước vào buổi tập, tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ, huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn tạo tâm lý thoải mái nhất cho toàn đội. Dung và các đồng đội hiện đang có tinh thần tốt trước trận đấu. Tôi sẽ cố gắng hết mình. Mục tiêu đầu tiên là toàn đội có thể bảo vệ tấm huy chương vàng để có lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games. Mục tiêu thứ hai là bản thân có thể ghi bàn trong trận chung kết. Đánh giá về trận gặp Myanmar ở vòng bảng, Tuyết Dung khẳng định Myanmar luôn là đội bóng khó chịu với tuyển nữ Việt Nam. Trận tái đấu, cả đội không được phép chủ quan và sẵn sàng thi đấu ở hiệp phụ hay penalty trước đối thủ với tinh thần cao nhất. Điểm mạnh của Myanmar là thể lực của họ rất tốt, có thể đều bám suốt 90 phút. Đó là điều mà đội tuyển nữ Việt Nam cần khắc phục khi chạm trán họ. Tuyết Dung đánh giá về đối thủ. Buổi tập chiều nay của tuyển nữ Việt Nam diễn ra trong không khí tích cực. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện bố trí tập dượt cho các học trò về chiến thuật hướng đến trận đấu ngày mai. Cuối buổi tập, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối mặt cơn mưa nhưng toàn đội vẫn kiên trì hoàn thành tốt giáo án. Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 15 tháng 5 trên sân vận động Olympic. Thua sốc Brighton, Arsenal dương cờ trắng trong cuộc đua vô địch cùng Man City. Câu lạc bộ Arsenal để thua 0-3 trước Brighton trên sân nhà Emirates ở vòng 36 ngoại hạng Anh 2022-2023. Và gần như đã dương cờ trắng trong cuộc đua vô địch cùng Man City. Bàn thắng Arsenal vs Brighton. Brighton, Enciso phút thứ 51, Andap phút thứ 86, Estupiñan phút thứ 86. Được thi đấu trên sân nhà, Arsenal tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Man City. Đội đã đánh bại Everton với tỷ số 3-0 chỉ trước đó ít giờ đồng hồ. Phó thủ đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngay từ những phút đầu tiên, nhưng đều không thể thắng được thủ thành Siller hoặc là đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra là pha dứt điểm trúng sàn ngang của Leandro Trossard. Tuy nhiên, phó thủ cũng phải chịu thiệt thòi khi tiền đạo Gabriel Martinelli đã phải rời sân ngay từ phút 20 do chấn thương và được rút ra nghỉ để thay bằng Trossard. Bên phía Brighton, họ đã có một hiệp một khá ấn tượng khi tạo ra được khá nhiều cơ hội đáp trả đội chủ nhà. Phút 12, Enciso dứt điểm khiến Ramsey phải dứt giả đẩy bóng. Tới phút 37, cũng chính Enciso dứt điểm lên trời khi cách khung thành chỉ vài mét. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đội khách đã có thể khai thông thế bế tắc. Phút 51, Mitoma đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi thả bóng cho Estupiñan băng xuống. Sau hai lần tạt bóng, Enciso đã có cơ hội đánh đầu tung lưới Ramsey. Bị dẫn bàn, Arsenal càng phải dồn quân lên tấn công nhưng những pha dứt điểm của họ vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết. Trong khi đó, Brighton dù phòng ngự nhưng vẫn luôn có những pha phản công cực kỳ nguy hiểm. Phút thứ 86, Trossard liền bóng vào đúng chân cầu thủ bên phía Brighton và đến chỗ của Andap ở vị trí trống trải. Cầu thủ này dễ dàng bấm bóng qua đầu Ramsey để nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chưa hết, Brighton còn có thêm một bàn thắng nữa ở phút bù giờ thứ 6 do công của Estupiñan để ấn định chiến thắng 3-0. Thua đau Brighton trên sân nhà, Arsenal gần như đã từ bỏ cuộc đua vô địch khi kém Man City 4 điểm và chỉ còn 2 trận đấu nữa.
Man City chỉ cần thắng thêm một trận đấu nữa là sẽ chính thức đăng quang. Huấn luyện viên Guardiola nhấn nhủ Man City trước đại chiến với Real. Sau khi vượt qua Everton với tỷ số 3-0, huấn luyện viên Pep Guardiola cùng Man City tự tin hướng trận bán kết lượt về Champions League 2022-2023 với Real Madrid vào giữa tuần. Man City dễ dàng đánh bại Everton với tỷ số 3-0. Cú đúp của Gundogan cùng pha lập công của Haaland giúp The Citizen củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League và chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ: "Sau trận đấu tại Champions League vào giữa tuần, chúng tôi tiếp tục có một trận đấu khó khăn. Đừng quên Everton đã ghi tới 5 bàn vào lưới Brighton. Họ phòng ngự lùi sâu và có khả năng chuyển trạng thái thật đáng nể. Họ là một trong những đội chuyển trạng thái hay nhất tại Premier League. Thật tuyệt vời khi chúng tôi làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Chúng tôi kiên nhẫn và tìm ra những khoảng trống. Một trận đấu xuất sắc của toàn đội trong giai đoạn cuối mùa. Chúng tôi cần 2 chiến thắng nữa là sẽ vô địch. Toàn đội sẽ từng bước hoàn thành mục tiêu. Sau trận đấu với Everton, Man City sẽ bước vào trận lượt về Champions League với Real Madrid." Huấn luyện viên Pep Guardiola nhấn nhủ toàn đội: "Sau mỗi chiến thắng, chúng tôi luôn có được năng lượng tốt hướng tới những trận tiếp theo. Chúng tôi đang hồi phục tốt. Về trận đấu với Real Madrid sắp tới, tôi chỉ nhắn các cầu thủ rằng hãy thư giãn và thể hiện như những gì toàn đội đã làm trong 4 đến 5 năm qua." Barca vô địch La Liga 2022-2023, sớm 4 vòng đấu. Giành thắng lợi trước Espanyol tại vòng 34 La Liga giúp Barca chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu. Trước khi ra sân tại vòng 34 La Liga, Barca có nhiều hơn đội nhì bảng Real Madrid 11 điểm nhưng chỉ ít hơn một trận. Do đó, nếu đánh bại được Espanyol đang ngập lặng dưới đáy bảng xếp hạng, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm 4 vòng đấu. Quyết tâm giành chiến thắng của Barca sớm được cụ thể hóa. Ở phút thứ 11, đón đường căng ngang bên cánh trái của Baldé, Lewandowski dễ dàng điểm bóng ở cự ly gần mở tỷ số cho đội khách. 9 phút sau, đoàn quân của huấn luyện viên Xavi có bàn thắng nhưng đội cách biệt. Pedri đi bóng khéo léo trong vòng cấm Espanyol rồi chuyển kỹ thuật cho bao đứt điểm thành bàn. Ở những phút còn lại của hiệp 1, Barca tiếp tục là đội làm chủ hoàn toàn thế trận. Trước khi bước vào giờ nghỉ, đội khách có bàn thắng thứ 3 sau pha làm bàn hoàn tất cú đúp của Lewandowski. Ngay đầu hiệp 2, lưới của đội chủ nhà lại trung lên. Đón đường chuyền của Frenkie de Jong, Cavani di chuyển khéo léo rồi đánh đầu cẩn thận khiến thủ môn Barca phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Sau bàn thắng này, đội khách chơi chùng xuống tạo điều kiện cho Espanyol phản đòn. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có bàn trút ngắn tỷ số xuống 1-4 do công của Bodo ở phút 73 tới những phút bù giờ cuối cùng. Jose Lu kịp ghi thêm một bàn danh dự nữa cho đội chủ sân Cornellà Prat. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 4-2 trong trận đi xứ Catalan. Thắng lợi này giúp thầy trò huấn luyện viên Xavi chính thức vô địch La Liga 2022-2023 sớm 4 vòng đấu. Chủ tịch Chelsea thừa nhận sa thải huấn luyện viên Tuchel là sai lầm. Theo Daily Mail, chủ tịch Tuchel nhận ra quyết định sa thải huấn luyện viên Tuchel quá dội dàng là sai lầm lớn khiến cho Chelsea trải qua một mùa giải tồi tệ. Hồi tháng 9 vừa qua, Chelsea bất ngờ sa thải huấn luyện viên Thomas Tuchel trong sự ngỡ ngàng của hầu hết người hâm mộ. Thậm chí, chiến lược gia người Đức mất việc chỉ sau cuộc gặp gỡ kéo dài dọn dẹp ít phút với chủ tịch Tuchel. Và để rồi sau đó, Chelsea càng chơi càng đến mức mình. Graham Potter hay Frank Lampard không thể cứu thêm Luis vượt qua khủng hoảng và rồi trải qua mùa giải tồi tệ. Đội chủ sân Stamford Bridge trắng tay ở cả 4 đấu trường, thậm chí ngập lặng ở nửa sau trên bảng xếp hạng Premier League. Theo Daily Mail, chủ tịch Tuchel đã nhận ra rằng việc sa thải huấn luyện viên Tuchel quá dội dàng là sai lầm lớn. Tỷ phú người Mỹ cảm thấy lẽ ra cần cho nhà cầm quân sinh năm 1973 thêm thời gian khi đội bóng đang bộn bề khó khăn ở thời điểm chuyển giao. Mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Tuchel và chủ tịch Tuchel đến từ việc nhà cầm quân người Đức chỉ muốn tập trung đảm nhiệm chuyên môn, trong khi đó tỷ phú người Mỹ muốn ông làm nhiều hơn thế, trong đó có việc tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Sau những quyết định vội vã gây ra những hậu quả lớn, chủ tịch Tuchel cùng các cộng sự trong thời gian qua đã cân nhắc kỹ lưỡng để tìm kiếm một huấn luyện viên phù hợp cho Chelsea hè tới, chứ không vội vàng để lặp lại những sai lầm. Theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã đặt thỏa thuận ngồi vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge từ mùa hè tới. Chelsea sẽ chính thức công bố điều này trong ít ngày tới đây. Boba bật khóc vì lại dính chấn thương. Rạng sáng ngày 15 tháng 5 giờ Hà Nội, Boba chỉ chơi 21 phút trong trận Juventus gặp Cremonese ở vòng 35 Serie A. Phút 21, Boba thực hiện đường chuyền rồi nhanh chóng nằm ra sân với vẻ đau đớn dù không va chạm với ai. Sau khi đội ngũ y tế vào sân, tiền vệ người Pháp đã bật khóc khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu. Ở ngoài sân, Angel Di Maria và huấn luyện viên Max Allegri lắc đầu ngầu ngắn. Khi thấy Boba vừa rời sân vừa khóc, Di Maria đã chạy theo vào đường hầm để an ủi. Trận gặp Cremonese là lần đầu tiên đá chính của Boba cho Juventus sau tròn 7 năm, ngày 14 tháng 5 năm 2016. Ngày 14 tháng 5 năm 2023, tưởng chừng cầu thủ người Pháp sẽ có màn trình diễn tưng bừng trước sự cổ vũ của người hâm mộ nhà nhưng không, anh lại phải rời sân trong nước mắt vì chấn thương. Kể từ khi trở lại khoác áo Juventus vào hè 2022, cựu cầu thủ Man United đã phải nghỉ thi đấu tổng cộng 327 ngày bởi 5 loại chấn thương khác nhau. Giờ đây, anh đứng trước nguy cơ vắng mặt.
trong phần còn lại của mùa giải 2022-2023. Trong ngày bô ba trời sương sớm, Juventus vẫn giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ chiêu dưới nhờ cú sút xa đẹp mắt của Nicolò Fazioli ở phút 55 và pha dứt điểm cận thành của Bremer ở phút 79. Lão phu nhân có 69 điểm và gần như chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 khi khoảng cách giữa họ và đội thứ 5 đang là 8 điểm.